đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự. Quốc cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan gần đây lại nổi lên sau khi bị tòa tuyên phải trả 2.883 tỷ đồng trong vụ Trương Mỹ Lan và mới nhất là sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Như Loan vì sức khỏe dẫn đến việc tổ chức bất thành Đại hội Cổ đông Thường niên 2024 của QCG ngày 30 tháng 6. Bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Bà cũng là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc ở Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, nhận lương 10 triệu đồng một tháng trong năm 2023. Tuy nhiên, đáng chú ý, ngày 30 tháng 6, 2023, bà Nguyễn Thị Như Loan lại cho Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai mã chứng khoán QCG mượn số tiền 95 tỷ đồng. Ngoài bà Loan, còn có các công ty và cá nhân khác cho QCG mượn tiền. QCG là một cổ phiếu biến động rất mạnh trong nhiều năm qua, tăng giảm nhiều lúc lên tới 5 đến 7 lần. Trong hơn thập kỷ, QCG liên tục dính lùm xùm, tai tiếng từ những dự án liên quan tới đất công, việc chậm giải phóng mặt bằng, dự án bị khách hàng kiện tụng cho tới việc ít trả cổ tức, cổ phiếu bất thường. QCG ghi nhận những đợt tăng giảm với biên độ rộng hiếm có trên thị trường chứng khoán. Từ tháng 10 năm 2016 tới tháng 3 năm 2017, cổ phiếu QCG vọt từ mức hơn 3.000 đồng một cổ phiếu giá điều chỉnh lên tới mức hơn 24.000 đồng một cổ phiếu, rồi sau đó lao dốc về mức 4.500 đồng hồi tháng 10 năm 2018. Từ mức khoảng 6.000 đồng một cổ phiếu hồi tháng 7 năm 2021, vọt lên mức 21.600 đồng một cổ phiếu vào giữa tháng 1 năm 2022. Kể từ 2010 tới nay, cổ phiếu QCG đã có 2 lần tăng vọt lên khoảng 25.000 đến 30.000 đồng một cổ phiếu giá điều chỉnh và cũng có 3 lần xuống quanh ngưỡng 5.000 đồng một cổ phiếu. Trong phiên giao dịch sáng 19 tháng 7, cổ phiếu QCG giảm sàn 7% xuống 9.070 đồng một cổ phiếu, dự bán sàn tới cuối giờ sáng lên tới hơn 2,7 triệu đơn vị. Trước đó, cổ phiếu này có nhiều phiên giảm sàn và gần sàn. Hồi tháng 8 năm 2020, bà Nguyễn Thị Như Loan cũng đã thôi kiêm nhiệm chức danh chủ tịch, chỉ còn làm tổng giám đốc sau khi con trai là ông Nguyễn Quốc Cường rời QCG và phát triển các dự án riêng. Trước đó, tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường đã rút khỏi tất cả các vị trí tại QCG. Mặc dù bà Loan không còn làm chủ tịch và con trai rút khỏi QCG, nhưng nhà bà Loan còn nắm giữ khoảng 55% cổ phần tại QCG. Bà Loan hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn tại doanh nghiệp. Người thay bà Loan nắm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Lại Thế Hà. Ông Hà được biết đến là một cổ đông lâu năm, gắn bó với Quốc cường Gia Lai từ khi QCG mới là một xí nghiệp tư nhân ở Gia Lai. Công ty cổ phần Quốc cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm tổng giám đốc được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu ở khu vực phía Nam. Đây là một doanh nghiệp nổi tiếng nhưng cũng có nhiều lùm xùm tai tiếng, một thời gắn với cái tên ông Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La, con trai của bà Loan và cũng từng trong ban lãnh đạo doanh nghiệp trước khi rút ra khỏi Quốc cường Gia Lai và kinh doanh riêng. Quốc cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan gần đây, sau khi bị tòa tuyên phải trả 2.883 tỷ đồng trong vụ bà Trương Mỹ Lan và mới nhất là sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Như Loan vì sức khỏe dẫn đến việc tổ chức bất thành Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 của Quốc cường Gia Lai vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Hàng loạt dự án tai tiếng. Sáng ngày 19 tháng 7, Bộ Công an khám xét nhà của Tổng Giám đốc Công ty Quốc cường Gia Lai tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 3939B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, rộng hơn 6.000 m2, có nguồn gốc thuộc sở hữu của nhà nước. Về nguồn gốc, khu đất 3939B Bến Vân Đồn là đất thuộc sở hữu nhà nước, được giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Đây là hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tháng 12 năm 2009, hai doanh nghiệp cao su nói trên góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín, có trụ sở tại số 3939B Bến Vân Đồn với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định thu hồi và giao khu đất 3939B Bến Vân Đồn cho Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng dự án theo quy định. Sau khi được giao khu đất 3939B Bến Vân Đồn, Phú Việt Tín không những không triển khai dự án mà cơ cấu các bên góp vốn liên tục thay đổi. Đến năm 2014, có sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai. Trong thương vụ này, Quốc cường Gia Lai đã bỏ ra 465 tỷ đồng để mua vốn của Phú Việt Tín, sau đó bán cho hai pháp nhân và một cá nhân, thu lợi nhuận 382 tỷ đồng. Cuối tháng 3 năm 2017, Phú Việt Tín sáp nhập vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên. Quá trình thanh tra dự án trên khu đất 3939B Bến Vân Đồn, quận 4, thanh tra chính phủ xác định Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm nghị định tháng 12 năm 2009 của chính phủ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án tại số 3939B Bến Vân Đồn không qua đấu giá là thực hiện không đúng Luật Đất đai năm 2003 và Thông tư tháng 3 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khu đất 3939B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tay Quốc cường Gia Lai sau thương vụ mua bán góp vốn khá lòng vòng trước khi bán lại cho bên khác. Nay là dự án The Cheso thuộc Tập đoàn Novaland. Ngoài ra, Quốc cường Gia Lai cũng dính lùm xùm với hai dự án Phước Kiển. Theo kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã kiến nghị kê biên 16 quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử tuyên án buộc Quốc cường Gia Lai phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.282,8 tỷ đồng để bảo đảm thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Hồi đầu năm 2022, Quốc cường Gia Lai bị đề nghị xem xét trách nhiệm liên quan tới vụ chuyển nhượng 32 hectare đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Trước đó tháng 10 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng trả hồ sơ đề nghị tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại thời điểm Công ty Tân Thuận và Quốc cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã bồi thường tại dự án khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5 năm 2018. Trong thập kỷ qua, Công ty Quốc cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ ông Cường Đô La, không chỉ dính lùm xùm liên quan tới hai dự án Phước Kiển, mà còn nhiều tai tiếng liên quan đến việc công bố thông tin sai lệch và những vụ kiện tụng của khách hàng mua căn hộ trong các dự án của doanh nghiệp này. Hồi cuối năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island và Quốc cường Gia Lai đã ký biên bản ghi nhớ về việc Quốc cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng 100% quyền sở hữu của Quốc cường Gia Lai trong một công ty sẽ thành lập từ việc góp vốn bằng toàn bộ dự án Phước Kiển cho tập đoàn Sunny. Vụ hợp tác với Sunny Island sau đó trục trặc và dẫn tới kiện tụng kéo dài. Gần hơn nữa là vụ mua bán đất vàng giá bèo tại dự án Phước Kiển 32 hectare. Vụ việc khiến giàn lãnh đạo Công ty Tân Thuận thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật sau khi bán đất rẻ cho Quốc cường Gia Lai. Tân Thuận đã bán chỉ định hơn 30 hectare đất đã đền bù tại khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai với giá chỉ 1,29 triệu đồng một mét vuông. Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai với mã chứng khoán QCG của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, cư trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, vướng lùm xùm tai tiếng trong nhiều năm qua. Kết quả hoạt động kinh doanh cũng như giá cổ phiếu của doanh nghiệp này khá bất thường. Trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 7, cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm tổng giám đốc đã giảm sàn mất 7%, xuống 9.070 đồng một cổ phiếu. Tới cuối phiên, dư bán sàn là gần 3,5 triệu cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu QCG đã có nhiều phiên giảm sàn và gần sàn. Cổ phiếu QCG giảm sàn sau khi có thông tin sáng ngày 19 tháng 7, Bộ Công an khám xét nhà của bà Nguyễn Thị Như Loan tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đó, áp lực bán QCG cũng rất mạnh trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, rộng hơn 6.000m2, có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước. Chiều ngày 19 tháng 7, bà Nguyễn Thị Như Loan bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố hành vi vi phạm cụ thể của bà Nguyễn Thị Như Loan. Trước đó, ngày 30 tháng 6, bà Nguyễn Thị Như Loan đã vắng mặt trong Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 vì sức khỏe, khiến doanh nghiệp này phải hoãn đại hội. Bà Loan là mẹ đẻ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi Cường Đô La, người từng là phó tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị công ty. Những năm gần đây, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận hàng năm ở mức thấp, nhiều khi thua lỗ, dòng tiền âm, nhiều năm không chia cổ tức. Trong quý 1 năm 2024, QCG lãi chưa đến 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 651 triệu đồng, giảm hơn 28% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm gần 77%, xuống còn hơn 38,7 tỷ đồng. Giải trình về kết quả yếu kém, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết, doanh thu lợi nhuận giảm do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án chồng chéo và vẫn đang trong quá trình góp ý sửa đổi để hoàn thiện. Do vậy, thủ tục triển khai các dự án đều không được giải quyết. Quốc Cường Gia Lai là một doanh nghiệp có quy mô vốn hơn 2.750 tỷ đồng, nhưng QCG có lãi khiêm tốn khi chỉ đạt gần 3,2 tỷ đồng trong năm 2023, 31 tỷ đồng năm 2021. Tổng tài sản tới cuối quý 1 năm 2024 giảm nhẹ xuống còn 9.515 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho là hơn 7.033 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn 30 tỷ đồng tiền mặt. Quốc Cường Gia Lai, nợ lớn, nhiều sai phạm. Tính đến cuối quý 1 năm 2024, doanh nghiệp nhà Cường Đô La ghi nhận hơn 5.100 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 4.300 tỷ đồng nằm ở mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Trong đó có 2.882 tỷ đồng là khoản tiền đã nhận của công ty Sunny Island cho dự án Phước Kiển. Số tiền này liên quan tới vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại vụ án Vạn Thịnh Phát, hội đồng xét xử tuyên án buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Cơ quan điều tra đã kiến nghị kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 19 tháng 7, Quốc Cường Gia Lai chưa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024. Doanh nghiệp cũng chưa có kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên lần 2. Trong quá khứ, Quốc Cường Gia Lai có nhiều lần công bố thông tin sai và chậm, hoãn tổ chức Đại hội Cổ đông. Hồi tháng 6 năm 2022, Quốc Cường Gia Lai không tổ chức được Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022. Đại hội Cổ đông năm 2021 cũng tổ chức muộn hơn so với bình thường, 8 đến 9 tháng. Vào ngày cuối cùng kết thúc năm tài chính, ngày 31 tháng 12 năm 2021. QCG từng có những giao dịch khiến nhà đầu tư đứng ngồi không yên. Cuối năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE nhắc nhở QCG trên toàn thị trường do chậm công bố thông tin về loạt giao dịch trị giá 3.200 tỷ đồng. HOSE nhận được giải trình của công ty về những giao dịch bất thường diễn ra từ năm 2013 đến năm 2017. HOSE cho rằng việc chậm công bố và công bố thiếu sót thông tin đã gây ảnh hưởng đến tính công khai minh bạch trên thị trường chứng khoán và quyền lợi của các nhà đầu tư. Theo giải trình, từ năm 2013 đến năm 2017, QCG đã có 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch khoảng 3.200 tỷ đồng. Trong đó có vụ chuyển nhượng 49% cổ phần công ty Giai Việt cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sông Mã năm 2014.
với mức giá chuyển nhượng 70 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận khoản lỗ lên tới 258,3 tỷ đồng liên quan tới giao dịch này. Sông Mã là công ty có liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái của bà Nguyễn Thị Như Loan. Năm 2016, Quốc Cường Gia Lai thông qua việc chuyển nhượng 65,2% vốn công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á cho 3 thể nhân là giá chuyển nhượng 280,2 tỷ đồng, ghi nhận khoản lỗ khoảng 30 tỷ đồng. Một trong các thể nhân là bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai Lại Thế Hà. Trong nhiều năm, Quốc Cường Gia Lai có các khoản nợ lớn trong báo cáo tài chính, trong khi nhiều dự án không được triển khai. Quốc Cường Gia Lai phải vay tiền từ nhiều người, trong đó có người nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, gia đình ông Lại Thế Hà, thành viên Hội đồng Quản trị và các tổ chức cá nhân khác. Quốc Cường Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn trong một thời gian dài vì vốn đọng trong các dự án bị đình trệ. Tính trong cả thập kỷ qua, doanh nghiệp này mới trả cổ tức bằng tiền mặt 3 lần, tổng cộng 2.000 đồng một cổ phiếu. Đây là một mức rất thấp. Bà Nguyễn Thị Như Loan hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn. Con gái bà Loan, Nguyễn Ngọc Huyền My, đang nắm giữ gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương 14,32%. Em gái bà Loan là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, nắm giữ gần 9,7 triệu cổ phiếu, tương đương 3,52%. Ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, nắm giữ 537.500 cổ phiếu, tương đương 0,2%. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!